Dạ thưa bác, dạ thưa anh chị thông gia, thật sự là cả hai cũng không ngờ chuyện này xảy ra. Thôi thì coi như là duyên số, nó vồ lấy nhau tránh sao được. Thì vậy. Thấy hai đứa nó yêu nhau, giận thì có giận lắm, nhưng mà thương thì có thương. Dạ cảm ơn nội. Thương nó lâu rồi ấy chứ. Dạ con cảm ơn nội. Ôi giời, cái con bé nó có thai rồi, thì bây giờ mình cũng phải tính mau mau đi, cho sớm một tí phải không? Dạ Mà không cần phải bày vẽ quá đâu nhá. dạ chuyện đó bác cứ yên tâm, gia đình nhà tôi á sẽ lo liệu tất cả. Không biết bên nhà gái có yêu cầu gì không ạ? Cái chuyện này ấy, hỏi thì cũng hơi đột ngột, để tôi tính đã, chứ đột ngột quá thì tôi cũng chưa trả lời ngay được. Mà con này, giờ con thấy sao? Con có ý gì không? Con bây giờ con cũng chưa nghĩ ra ý gì hết á mẹ. Thôi, mẹ quyết định sao thì làm vậy đi. Còn sao cũng được hết á. Nội à, hay là chuyện này để cho con tính được không? Con à? Dạ, dù gì á, bây giờ con cũng là dâu của gia đình mình rồi. Nội, nội cứ yên tâm giao hết cho con đi. Được đó mẹ, nó lanh lẹ, cứ để cho nó lo hết đi. Dù sao nó cũng là dâu trưởng trong nhà mà. Thế thì đồng ý hả? Thế thì tốt rồi, tốt rồi. Con cảm ơn nội. Con cảm ơn bố, cảm ơn mẹ. Em cảm ơn chồng. Mẹ à, con xin lỗi mẹ. Bây giờ con đành phải đại diện gia đình chồng con để nói chuyện với ba mẹ thôi à. Thưa ba, thưa mẹ, đây là một số yêu cầu thách cưới của bên nhà chồng con đưa ra cho gia đình. Mong ba mẹ hãy đồng ý. Nếu con mà có lỡ đắc tội á, thì ba mẹ cũng đừng có để bụng nha. Ừ, thì con cứ nói đi. Nè, yêu cầu cái gì vậy? Ba Vừa vừa phải phải thôi nghe con. yên tâm đi, con biết nhà mình giàu cỡ nào mà. Con nhỏ này. Còn mày nữa. Vậy thì trước hết á, gia đình nhà gái chỉ cần đãi khoảng 500 bàn À, thôi. hả? Trời ơi, được quá, đã như hoành tráng. Kiểu này chắc sạc nghiệp quá. Rồi thêm chừng 2 kg hột xoàn thôi Hả? ạ. Rồi. Với lại anh có thấy phiền không? Vì chuyện gì? Thì vì tất cả, vì những chuyện linh tinh vừa rồi. Trời, linh tinh gì chứ? Anh thấy rất thú vị nữa là đằng khác. Tại vì qua chuyện của gia đình em với gia đình thông gia, anh cảm thấy là cuộc đời không thể nào mà biết trước được. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đúng vậy, em cũng không ngờ là sẽ có ngày em và anh đi chung với nhau trên con đường đầy tình yêu và hạnh phúc như thế này. Thôi mà, em đừng mãi nói như vậy nữa. Anh mới là người may mắn, hạnh phúc nhất trên đời. Anh luôn có cảm giác dù xảy ra chuyện gì em cũng tha thứ cho anh. Cảm ơn em. Mày đi em. Thấy nó tổ chức đám cưới đây á, đẹp quá ha. Ở đây nó thoáng mát. Ê ê ê, sao rồi sao rồi? Tụi nó chuẩn bị xong chưa? Xong chưa? Xong rồi. À vậy hả? Coi Ok, coi chuẩn bị nè, xong rồi nội dâu đẹp quá. Rồi, cũng chào nội. Dạ, cũng chào nội. Cháu gái mình luôn Rồi, đây, con đẹp trai qua lại anh chui. Rồi, rồi, Chui lại đây. rồi, rồi. Đứng đây, chụp hình nè. Khách vô kìa. Dạ, mời xin vô. mời mấy anh chị. Dạ. Cảm ơn, dạ mời. Dạ, dạ, mời anh. Dạ, 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 Chào anh. mời. Ok, chị. Mời vô. Dạ, mời vô trong. Dạ.
Vi ơi, con có trong đó không? Dạ. Dạ, con trong này nè mẹ. Mẹ vô đi. Mẹ đem thuốc cho con nè. Hả? Thuốc nữa hả mẹ? Ừ, uống đi. Uống đi con. À... Hồng ơi, con để đằng kia khi nào nó nguội rồi không, uống nha. Không có nóng lắm. Uống liền đi, uống liền cho mẹ coi. Uống đi. Ráng đi, con thấy người ta không? Người ta đám cưới còn sao con nữa. Mà bây giờ nhà người ta sắp có cháu nội cháu ngoại rồi kìa. Ráng đi. Mẹ ơi. Gì? Đắng lắm. Thì thuốc mà chứ có phải kẹo đâu. Ráng đi con. Ráng đi ha. Ừ. Nè, ráng đi con. Uống đi. Uống thiệt hả mẹ? Ừ, uống đi. Hay mình bỏ bữa nay đi. Mỗi ngày mỗi uống ha. Uống đi không thôi bà nội la đó. Con muốn uống là bà nội la mẹ nè. Ráng lên, ráng lên. Ráng lên con. Giỏi quá. Ráng một lần nữa là xong. Ráng lên đi con. Con dâu giỏi của mẹ phải không? Rồi, giỏi quá. Được chưa? Rồi, con dọn dẹp giường tiếp đi ha. Thuốc gì vậy trời? Con làm gì vậy? Dạ, con lặt giá cho vợ con. Trời, mày có hiếu vợ mày quá ha. Nè. Thôi bà uống sữa đi bà. Thấy tụi nó chăm sóc nhau, mình tuổi già đâu có thua tụi trẻ tụi nó. Sao, con gái? Dạ. Con phở con ngon không? Dạ ngon. Vậy là tốt rồi. Mẹ con ở đây á, nổi tiếng là nữ hoàng đầu bếp á. Con ở đây chừng tuần lễ á, là con ghiền thức ăn của mẹ con nấu luôn đó nha. Nè, em ăn thêm đi. Thôi lo ăn đi, nó nhiều quá. Tụi nó không phải sao? Hồi đó tụi định ăn ké nhà bà vài bữa, mà riết rồi ghiền luôn ăn tới giờ không đúng sao? Trời trời, dẻo miệng quá vậy ha. Cảm ơn bà quá khen. Ăn dạ. Đi con, ăn đi. Trễ rồi, anh đi nha. À ba mẹ, trễ rồi thôi con đi làm nha. Con đi đi. Em đóng cửa cho anh nha. Thôi mẹ. Mẹ ra đóng cửa cho con đi. Con có chuyện nhờ. Thưa ba con đi. Mẹ ra trước nha, con lấy xe. Con biết nó kêu mẹ con đi đâu không? Ra nó xin tiền á. Bà biết tánh mà. Ăn đi con. Dạ. Mẹ. Gì con? Con nhờ mẹ chút xíu nha. Gì nữa đây? Bộ hết tiền rồi hả? Làm gì có. Con đi làm rồi, không để xin tiền mẹ hoài. Con tính nói là chút nữa đi làm á. Mẹ nhớ đối xử tốt với vợ con nha. Bộ tôi dữ dằn lắm hay sao mà phải dặn vậy chứ? Đâu có. Mẹ lúc nào cũng hiền lành, dễ thương nè. Nhưng mà con dặn cho chắc thôi. Tại vì giờ con đã có bầu nên hơi mệt. Mẹ biết rồi. Thôi đi làm đi nè. Dạ, con đi làm nha mẹ. Mẹ nhớ nha. Nhớ rồi. Để chút. Xin mời vào. Chào bác sĩ. Dạ chào bác sĩ. Chào hai người. Sao rồi? Khỏe chứ? Dạ khỏe. Hôm đám cưới tôi bận quá, không đến được. Thiệt ngại vô cùng. Em hiểu công việc của anh mà. Anh gọi điện chúc mừng là vợ chồng em vui rồi. Thôi giờ hai vợ chồng chịu có tách ra. Một người thì theo tôi, còn một người thì đi khám thai.
Em đi. Đúng là hai vợ chồng son. Một thời đã xa, xa lắm rồi. Đi thôi cậu. Rồi, theo tôi. Chào các phòng. Dạ. Chào giám đốc. Dạ, chào giám đốc. Chào giám đốc. Tôi đến để thông báo một tin mới đây. Dạ, dạ. Tin gì ạ? Dạ. Giám đốc ơi, tin gì mà sao giám đốc nghiêm trọng với vậy giám đốc? Giám đốc à, đừng nói là giám đốc giảm lương tụi em nghe giám đốc. Tụi em làm gì cũng tốt lắm mà giám đốc. Khủng quá. Lương như vậy mà mọi người vẫn còn chơi ít hay sao? Dạ đâu có, dạ không, dạ không, dạ không, dạ không. Giám đốc ở thời buổi kinh tế khó khăn thì lương không biết bao nhiêu là đủ rồi giám đốc. Ừ. Thôi, chuyện lương lịch tính sao. Hôm nay tôi đến phòng này là có quyết định thuyên chuyển công tác. Hả? 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 Giám đốc? Là sao giám đốc? Thì di chuyển ai vậy giám đốc? Trời giám đốc ơi, đừng chuyển em nghe giám đốc. Ơi, tụi em không ai muốn xa nhau hết trơn. Giám đốc đừng chuyển ai hết trơn. Đừng chuyển đi giám đốc. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thương nhau tình cảm lắm sếp. Tụi em thân lắm luôn á. Thương nhau quá hả? Đoàn kết với nhau quá hả? Dạ. Cậu Tí. Dạ. Em làm việc đó là siêng năng. Em là giữ là chăm chỉ. Tại sao giám đốc giữ em mà không biết sợ giám đốc? Vậy đừng chuyển giám đốc. Cậu Tí, cậu cầm quyết định này đem qua cho trưởng phòng Trung Hiếu. Hả? Hả? Lập hết hồn. Ủa là sao? Kỳ vậy? Chú. Vậy chú chuyện anh Hiếu hả? Làm sao? Nè, mọi người nghe đây. Trung Hiếu được chuyển đi Vũng Tàu để làm việc tại chi nhánh đó là thăng chức, chứ có phải là xuống chức đâu. Sao mặt mày mọi người yếu xìu vậy? Trời ơi. Nhưng mà còn con. Còn con hả? Mọi người nghe đây. Còn các vị á, nhận quyết định này. Mau lên về làm phó phòng cho Trung Hiếu ở chi nhánh Vũng Tàu. Chú ơi, con cảm ơn chú. Sếp, vậy còn ở đây sao sếp? Em lên. Rồi tụi em sao sếp? Cậu á, thì từ từ. Ở đây á, thì sắp tới tôi sẽ bố trí một trưởng phòng người Mỹ về đây. Ê, trời ơi, có gì sao chịu nói trong trọng đi mà lôi ra đây. Ở đây nói mới được chứ. Nè, anh. Cả hai vợ chồng mình cùng ra Vũng Tàu, có phải mình anh đâu. Sao tự nhiên thấy độ khó chịu vậy? Tại vì anh không có muốn như vậy. Anh đi rồi ai chăm sóc bà nội với lại bố mẹ nữa chứ. Anh ngốc quá. Yên tâm đi, nội hả? Với lại bố mẹ em có cách giải quyết rồi. Đây là cơ hội tốt cho tụi mình ra riêng với sống riêng mà. Cách gì? Bí mật. Bí mật gì nói anh nghe coi. Đã nói bí mật là phải bí mật. Bật mí anh đi. Không. Đi không. Vi. Không. Vi, nói nghe nè. Vi. Alo. Em. Sao rồi em? Anh gọi em có gì không? Ủa, anh sao vậy? Ủa, em đang làm gì vậy? Em đang rửa chén, có gì không? Cái gì? Mẹ bắt em rửa phải không? Cái gì? Em tự nguyện mà, có gì đâu bắt. Mà rửa có mấy cái chén à? Vậy hả? Tự nguyện thì được. Mà nè, anh dặn nè, nếu mà mẹ có bắt nạt em, em phải nói với anh liền nghe chưa? Em biết rồi. Thôi em đang làm. Lát nữa nói chuyện tiếp ha. Nhưng mà nhớ đó. Em đang mang thai, làm cái gì cũng phải nhẹ nhẹ thôi. Anh đi làm mà lúc nào cũng nhớ về em đó. Em cũng đang lo chuyện đó nè. Lỡ như mà
Em yên tâm đi, chuyện đó để anh lo cho. Rồi, em làm gì làm đi. Bye bye bà xã nha. Coi anh kìa. Cứ ha, chị ra là ai không? À. Mệt anh quá à. Anh lớn rồi mà anh còn chơi trò này nữa hả? Ai mà không biết anh là ai chứ. Mà thôi, anh để em viết cho xong cái này đi. Viết hoài. Em cưới chồng hay cưới cái laptop này vậy? Anh cầm gì vậy? Ừ? Cái gì vậy? Em mở ra đi. Quà anh chọn kỹ lắm đó nha. Kỷ niệm cái ngày ngày mà mình cưới nhau đó. Gì vậy? Thích thì phải không? Cái đầm đó. Gì mà thấy gớm vậy? Trời, đẹp gì kêu gớm. Đẹp hả? Vô mặt thử đi. Thôi, anh bận đi. Đẹp thì anh bận đi, em không bận kiểu này đâu. Ghê quá à. Em muốn kiểu mới hả? Muốn chơi trò mới hả? Được, anh mặc cho coi. Anh mặc thiệt hả? Thì muốn sao anh làm vậy? Hiểu rồi ha. Anh cũng hơi hơi rồi đó. Thôi cấp giùm em đi nha. Cho em viết xong tập này đi. Sao anh không đi ngủ đi? Em chưa ngủ sao anh ngủ được? Nhưng mà anh ngồi vậy sao em viết? Đi ngủ đi. Để cho em làm. Em đang suy nghĩ anh kỳ quá à. Ừ thì em làm đi, anh không đụng chạm cho người em nữa. Em làm đi nha. Anh rảnh quá ha. Dở. Xích ra. Suốt ngày cứ viết. Xong. Hả? Em xong thiệt không? Thiệt. Đi ngủ. Ý gì vậy? Đi ngủ. Ngủ. Ui da. Xích ra đi ngủ đi. Ngủ. Mà sao nãy giờ anh không ngủ? Em chưa ngủ sao anh ngủ được? Em xin lỗi nha. Ê, giờ chuộc lỗi đi. Chuộc sao? Gì vậy? Chuộc lỗi. Anh. Gì vậy? Còn sớm mà. Sớm gì mà sớm. Vậy, vậy mau lên kìa.
Trời ơi, hỏi cái này nè. Vậy đi, hỏi miếng coi. Vậy đưa đây. Hỏi cái nè. Hỏi gì hỏi đi. Anh, thẻ ATM đâu? Thẻ ATM của anh đâu? Sao vậy? Có chuyện gì hả? Thì em hỏi thì trả lời đi. Thẻ đâu? Đưa em. Anh đưa mẹ giữ rồi. Hả? Vậy anh có gửi tiền tiết kiệm không? Ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Đưa mẹ giữ luôn rồi. Lại mẹ giữ. Hết giá trị lợi dụng rồi. Đi ngủ đi. Gì vậy? Mà em hỏi làm gì? Thì kệ em. Anh, em đang lên kế hoạch mua nhà riêng cho hai vợ chồng mình nè. Sao đủ tiền mà mua? Em có cách mà. Kệ em muốn làm gì em làm. Anh ngủ tiếp à. Ngủ đi. Giờ sao ta? Ủa, mẹ? À. Ba đi rồi hả mẹ? Ừ. À, mẹ uống nước không? Con đi lấy cho mẹ. À, thôi mẹ không uống. Cảm ơn con. À, Hiền nè. Dạ. À, con có thấy trong người khó chịu hay là thèm chua hay thèm gì không con? Ừ, dạ không. Ủa, mà có gì không mẹ? Mẹ chỉ hỏi vậy thôi. À, con có làm gì làm đi. Dạ. Làm gì có chuyện có bầu 2 tháng rồi mà vẫn vui tươi thoải mái như nó chứ. Lại còn không thấy mệt, không thèm cái gì mới lạ chứ. Hay là... con lên lầu nha mẹ. Hiền nè. Dạ. Con đi phòng khám với mẹ nha. Ủa, đi khám? Ủa mà con đâu có bị gì đâu. Đi khám chi vậy mẹ? Làm gì mà con giật mình dữ vậy? Đi phòng khám nha khoa với mẹ thôi mà. Dạ, vậy bây giờ đi luôn hả mẹ? Ừ. Dạ, vậy để con lên lầu chuẩn bị nha mẹ. Ừ. Đưa bố. Mẹ. Con kêu mẹ hả? Dạ. Có gì không? Có phải thẻ ATM với lại số tiết kiệm của chồng con là mẹ giữ không mẹ? Ừ. Có gì không con? Mẹ, hay là mẹ cho con giữ được không mẹ? Cái đó là con không biết. Ở nhà này á, hồi xưa giờ thẻ của mẹ với của bố con á là bà nội vẫn giữ. Thì bây giờ cứ như vậy đi. Đó là chuyện của hồi xưa mà mẹ. Bây giờ khác rồi. Đâu có giống thời của mẹ với nội nữa đâu. Mấy đứa bạn của con á, đứa nào nó cũng được giữ thẻ của chồng nó hết á. Bi, nhà này khác. Em quá rồi đó. Quá gì chứ. Đáng lý ra em phải nói chuyện này từ lâu rồi, hồi mới cưới kìa. Nội, nội, con thấy vậy đúng đúng không nội? Nội thấy cũng đúng, được đấy.
Tụi con cứ đưa những cái đó cho bé Vi. Vậy sao được mẹ? Mẹ giữ thẻ của con hồi đó giờ mà. Yên tâm, mẹ không nhìn nhầm cháu dâu đâu. Nhưng mà nội nói con nghe này, con phải sử dụng đồng tiền đúng mức, không được lãng phí. Nhớ chưa? Nội, con yêu nội. Nội thiệt là tốt quá à. Tốt quá mà. Nội là number one. Bà nội chơi không đẹp à. Ăn đi con. Mẹ cứ con hả mẹ? À, con ngồi đi. Dạ. Con có biết gì đây không? Gì mẹ? Gì trống mẹ? Con mở ra đi. Này, sổ đỏ. Bí quyết phở của gia đình mình. Sổ chi tiêu. Sổ tiết kiệm của gia đình. Ủa mà mẹ đưa con mấy cái này đấy làm chi? Bây giờ ấy, tất cả mẹ giao lại cho con. Con có toàn quyền quyết định tất cả mọi thứ, kể cả việc con thuê người phụ quán hay là con đi học yoga. Thiệt hả mẹ? Thật ra, đã từ lâu ấy, mẹ muốn giao lại cho con rồi. Chỉ là mẹ chờ đến lúc con đủ sức đảm đương hết cả mọi việc. Đến bây giờ ấy, thì tới lúc rồi. Mẹ yên tâm rồi nhá. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Nào giờ con không có hiểu, con cứ trách mẹ hoài à. Con cảm ơn mẹ. Thôi thôi thôi, cho tôi xin, đừng có khóc. Già rồi, đừng có trẻ con như thế. Con biết không, chính ra mẹ bây giờ mẹ thấy mẹ thanh thản và mẹ thấy mẹ trong cuộc đời của mẹ có hai cái điều mẹ quyết định đúng đắn. Mẹ thấy mẹ đúng lắm. Điều gì vậy mẹ? Đấy là việc mẹ chọn được nàng dâu ngoan ngoãn, hiền lành như con. À, và cái điều thứ hai ấy là chọn được một đứa cháu dâu quyết đoán, mạnh mẽ như là bé Vi. Dạ. Mẹ tin ấy là hai mẹ con sau này sẽ sống tốt, nhớ đối xử thật tốt với nhau. Nhớ, con nhớ. Con hứa mà mẹ. Thôi, những việc gì cần nói thì mẹ nói hết rồi đấy. Nhẽ ra ấy, thì mẹ cũng đã an lòng đi gặp bố chồng con. Nhưng con biết không, chỉ còn một cái áy náy. Mong sớm đến ngày có được đứa chắt ấm bồng. Lúc đó mẹ mới thấy mẹ thanh thản, mẹ cười nơi chín suối. Mẹ đừng có nói như vậy, mẹ còn khỏe lắm. Mẹ còn đủ sức để đợi ẵm chắc nội nè, chắc ngoại nè, rồi còn nuôi dạy tụi nó lớn lên nữa chứ. Ôi giời, con muốn cho mẹ sống cho khọ, có chắc, có chít chứ hả? Cảm ơn mẹ. Đó, con thấy chưa, vô có chút xíu là xong gì mà không chịu đi. Nhưng mà tại sao mẹ lại lừa con? Lừa cái gì đâu mà lừa, mẹ muốn xem cháu nội mẹ khỏe không thôi. Ngồi đây con.
Dạ mẹ. Khám xong chưa? Rồi. Nè. Rồi sao? Mà anh làm gì như rùa bò vậy? Có kết quả chưa? Nè. Dạ. Con đi đâu vậy? Sống lo đi làm. Con điện thoại cho nó phải không? Dạ không có. Dạ con không có điện thoại đâu mẹ. À, đoàn viên con quay ở gần đây nên con tấp qua luôn. Sao rồi? Ai biết sao đâu. Ánh Hiền. Hả? Kêu ai là Ánh Hiền? Kêu vợ Ánh con mẹ. Hiền hả? Kết quả. À, để con đi lấy cho mẹ. Ngồi đây. Để mẹ lấy. Mẹ già rồi con. Mẹ già cái gì? Ngồi đây, để mẹ đi lấy. Đây. Có Ánh Hiền đây. Đâu. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Hiền. Dạ. Biểu. Mẹ ơi, tại mình đánh suối con chứ con không có biết gì đâu mẹ. Tại ảnh á. Dạ mẹ, tại vì con. Mẹ. Dạ, kết mẹ. Quả là thai được một tháng. Ủa? Gì vậy? Vậy? Anh được làm cha rồi. Mẹ, đứng lại. Tại sao có một tháng? Mẹ hỏi. Nè. Khó thiệt rồi. Dạ. Tại sao? Kệ nó mẹ. Mấy tháng cũng được. Chắc là do máy móc bệnh viện nó sai sót đó. Con quan tâm mẹ. Nhưng mà quan tâm là vợ con có bầu thiệt cho mẹ. Trời ơi, đứa ơi. Nè. Vậy thôi tôi con đi về nha mẹ. Ê, sai gì mà sai mẹ. Đợi mẹ. Thả em ra. Con phải đưa chân lên sát đầu như vậy nè. Thư giãn. Xong rồi đưa chân lên sát đầu. Xuống. Ủa, sao vậy? Con bệnh hả? Con không biết nữa mẹ ơi. Mấy bữa nay á, con thấy trong người khó chịu quá. Cứ buồn ói hoài à. Ói mà không được. Mắc ói hả? Có đau bụng dưới không? Đau đây nè. Ừ. Có tức ngực không? Căng căng tức tức đau đau có không? Dạ có. Mẹ. Bộ. Mẹ, con đang bị bệnh nghiêm trọng vậy mà. Sao mẹ cười? Mẹ sắp có cháu nội rồi. Bà nội con sẽ mừng lắm đó. Hả? Ý mẹ nói là con. Con có bầu á hả? Thiệt hả mẹ? Con. Trời ơi, đừng có nhảy. Trời ơi. Thôi đi về báo cho bà nội hay. Đi. Giàu giỏi quá. Rồi, chào bà nội nè. Đi con. Chào nội nè con. Chào bà nội cho ra. Đẹp đẹp quá, đẹp đẹp quá con. Đẹp quá luôn. Ôi, ra đó. Nhà chúng tôi có lời như mẹ. Mẹ. Làm dâu bao nhiêu cây đắng. Đôi khi tôi dâng đi.
Đi anh đi chức giám xuôi cuộc đời mong một phút hạnh thời anh bánh đi người làm việc chăm lo quan sướng chuyện nhà dân nói đây 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 ăn bánh đi ăn bánh đi chuyện này chúng tôi ngày mơ ngày nắng chuyện này tôi đã yêu đầy sâu cuộc đời làm dâu là như rừng đau như bầu trời con ánh trăng chuyện nhà chúng tôi hạt mơ chợt đắng mẹ chọc nàng dâu thì đơn chuyện mơ cuộc đời làm dâu thì đơn chuyện mơ nhớ con ánh mắt nắng hai yêu thương nè có bánh xèo không vui quá bên đây đổ vui quá nghe mày 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 đổ mày 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 nóng quá Bà Xuân, nhắc trẻ con, bà Mai đi. Nhắc hết đi thôi, bà cô làm đâu thôi, cô nhớ gì đâu. Nè. Nhưng nó có thể thề. Sống thề, thề sáng sáng cao. Đúng. Lần đầu tiên cho Lương Quốc Thành gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả vị khán giả. Khi mà đọc kịch bản lần đầu, đọc cái đề cương thôi thì Thành cũng đã cảm thấy rất là thích cái nhân vật Trung Hiếu này. Cuộc đời làm dâu là như mẹ chồng cuộc đời làm dâu. Cái ấn tượng đầu tiên mà Thúy Diễm nhận được kịch bản của bộ phim Rong Muối Tháng 9 đó là kịch bản rất là dễ thương, có rất là nhiều tình huống rất là buồn cười, mà cái sự cười ở đây nó rất là nhẹ nhàng, nó gần gũi và thân thiện. Chuyện nhà chúng tôi hạt mơ chợt đắng, yêu tình thương chuyện mơ, cuộc đời làm dâu tình đang kề bên, gió mưa năm tháng em tìm. Các anh em trong đoàn thì cũng rất là thân thiết, cho nên khi làm việc chung với nhau cảm giác giống như là một gia đình vậy. Nhà chúng tôi có lắm buồn vui, mẹ chúng tôi là những người làm dâu bao nhiêu cái nhau, đôi khi theo nhắn tin. Cái vai ông Trung này á, thực ra anh Phước mời là đúng vai, cái nhân vật thì vui dễ thương, nhưng mà anh Phước ảnh muốn mời Hoàng Sơn là tại vì có những lúc phải diễn tình cảm, lúc mà rảnh rỗi thì anh em giỡn đùa với nhau như gia đình với nhau, anh em vui vẻ lắm. Chính vì cái điều đó cho nên nó tạo cho diễn viên đó, cái gì đó, một cái gì đó nó gần gũi. Nó gần gũi thì nó thoải mái, thì quý vị cũng biết là cái thoải mái, cái gần gũi nhất thì nó tạo cho cái mức sáng tạo nó cao lắm. Cuộc đời làm dâu thì đang bông bông không biết càng tao biết rồi. Cái cảm nhận ban đầu về kịch bản thì đây là một cái kịch bản rất là chặt chẽ, có bố cục rất là gọn, sắc nhân vật rất là sắc nét, về mặt tâm lý diễn viên về tâm lý nhân vật nó cũng đẩy được tới nơi hết. Chính vì thế mà diễn viên phải vận hết nội lực của mình để mà biểu lộ, biểu cảm được những cái cảm xúc đó trong phim. Còn tao tiếng nghe, còn mà giận nghe. Còn bà quạt cái má cầm nào, bà giận nghe. Anh kêu, bà đi anh kéo, kéo. Ai hơn cái gì nào? Bỏ đi cô anh. Đâu, 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 đâ
Nhân vật anh Hiền này trong suốt từ đầu tập phim cho tới cuối thì đa phần toàn là bận váy không ạ? Vì là chú phó đạo diễn đã nói là nhân vật này nên bận váy thì nó sẽ hay hơn. Nó là tức tốc đi mua liền cái chục cái đầm về để quay phim luôn. Như bầu trời ấm trăng, chuyện này tụi tôi. Cho mẹ ông mà cái gì?